Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 125: Học Phật có chỗ nào tốt vậy? Học Phật nhất định là càng học càng hoan hỷ, cho nên có câu là pháp hỷ sung mãn, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Mê hoặc phiền não vọng tưởng một ngày càng ít đi, không dễ dàng làm được. Chí ít là mỗi một năm phải ít đi. Việc này tóm lại phải làm đến được. Nếu công phu tốt hơn một chút, mỗi một tháng sẽ ít đi. Có làm đến được, tháng sau ít hơn tháng trước, vậy thì tôi rất chúc mừng bạn. Vì sao vậy? Công phu của bạn đã có lực, công phu rất tốt rồi. Nếu như bạn nói bạn mỗi một tuần có ít đi, vậy tôi có thể nói với các bạn, bạn ngay đời này quyết định thành Phật. Mỗi một tuần được tiến bộ hơn, vậy thì còn gì bằng. Chúng ta phải nỗ lực, chính là phiền não vọng tưởng chấp trước của chúng ta dần dần giảm nhẹ đi, tâm mỗi ngày được thanh tịnh hơn, trí tuệ mỗi ngày được thêm lớn. Trí tuệ thêm lớn, cách nhìn tiếp người đối vật sẽ hoàn toàn khác, xử lý mọi việc sẽ được tốt hơn. Có rất nhiều người rất dũng công, tôi dạy họ đọc kinh, một ngày đọc 10 biến, đọc được hơn một năm đến gặp tôi. Họ nói không hề giống như trước, vọng niệm ít đi. Hiện tại dường như là thông minh hơn rồi. Vì sao vậy? Làm việc rất là thuận lợi, nói chuyện cũng không còn lộn xộn, xử lý sự việc dường như có điều, có lý. Tâm thanh tịnh thì trí tuệ hiện tiền, bạn xem thấy, 1-2 năm thì có hiệu quả rồi, cho nên chúng ta phải hiểu được một môn thâm nhập. Vậy học Phật thì có chỗ nào tốt vậy? Phật pháp đức dụng. Chữ đức này cũng với đạt được là một ý nghĩa. Vào thời xưa, chữ đức này là thông dụng. Cái bạn đạt được là cái gì? Là đại giác. Cái đạt được là trí tuệ. Trí tuệ khởi tác dụng. Khởi tác dụng thì quá nhiều rồi. Quy nạp lại có hai loại lớn. Một loại là đại từ, một loại là đại bi. Thường gọi là đại từ, đại bi. Đại từ là lợi lạc hữu tình. Ta an vui, ta cũng muốn giúp đỡ mọi người cùng đều an vui, thì đây là đại từ. Đây là chỗ dụng của Phật pháp. Đại từ là đối với tất cả chúng sanh, sanh khởi tâm thương xót, vô điều kiện mà giúp đỡ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh. Phật đại từ đại bi, phổ độ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, thành tựu chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh ở ngay trong một đời thành tựu vô thượng bồ đề. Ta quá khứ mê hoặc điên đảo, nhận được khải thị của Phật pháp mới có thể hồi phục được quang minh thanh tịnh của tự tánh. Ta đạt được cái chỗ tốt này. Thế gian có rất nhiều điều chưa đạt được chỗ tốt. Cơ duyên chín mùi rồi. Cơ duyên chín mùi chính là họ chịu tiếp nhận, chịu tin tưởng, chịu y theo cái phương pháp này mà tu hành. Ta phải đem cái pháp môn này giới thiệu cho mọi người, để cho họ thảy đều, đều có thể đạt được chỗ tốt. Thảy có thể thảy đều, lìa khổ được vui. Thảy đều, đều có thể pháp hỷ sung mãn. Đây chính là học Phật. A Di Đà Phật.
Ami Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.